Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Và với phương châm xem Virus Reaction video sẽ hay hơn, hôm nay tớ được công ty gửi cho một cái video. Nghe thông tin thì đó là của YouTube Music làm việc với đất Việt để ra sản phẩm rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái video tên là Save Me and Healing. Đây, tớ đã có trên hình. À quên, mọi người nhớ ấn vào đăng ký kênh chúng tớ. Nhớ nhá. Chúng ta có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Khánh Vy, Nam, Dũng, Sunny, rất nhiều người đang được và chúng ta cùng nghe nha. Tôi nghĩ là sau những căng thẳng và náo nhiệt của rap thì chúng ta sẽ đến với Save Me Healing, chữa lành, nhẹ nhàng. Let's go! Ui, mát mẻ quá vậy á? Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh. Rồi tự nhiên quen thấy bài gì ta? Trái tim không ngủ yên. À, Sunny và anh Quốc Thiên. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi. Bản phối hay quá trời nè. Là hình như anh đang dối em. Sunny. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tơi. Rồi một ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Chưa nha, đây chưa yêu thật nha. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tới. Rồi một ngày nhớ dỗi như ngày mới quen nhau. Tôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Sunny, là thật ra anh mong rất gần. Thả tính. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Chúng ta đã nghe xong Trái Tim Không Ngủ Yên của anh Quốc Thiên và Sunny. Rất là nhẹ nhàng, healing. Chúng ta enjoy thôi. Có một chút reaction nhẹ trong cái đoạn này thì chúng ta thấy được ngay hai cái tớ chưa reaction bài nào của anh Quốc Thiên cả.
Nhưng tớ nghe phát là tớ biết luôn, đây là một hai người, hai thế hệ trong ca hát. Thì anh Quốc Thiên thường chúng ta nghe được ngay anh Quốc Thiên xử lý phần màu và vibration, tức là độ rung rung giọng nhiều hơn rất nhiều. Trong khi đó các ca sĩ trẻ bây giờ họ dùng rất là mượt, không dùng mà họ hay sử hát hạn chế cái vibration ít, nó rất là smooth mượt. Thì đây là hai kiểu thể hiện cách hát khác nhau. Thì với những người mà học chuyên ngành chính quy và là đi hát rất là lâu năm thì thường người sẽ có một cái thói quen luôn là như vậy rồi, là dùng và sử dụng vibration rất nhiều. Đây là chúng ta thấy ngay. YouTube Music Night với chủ đề là Save Me and Healing. Chúng ta sẽ dùng những giai điệu âm nhạc và những chia sẻ cái vi sinh quá nhỉ, càng ngày càng sinh, những trải nghiệm của cá nhân mình để mang lại sự chữa lành cho những trái tim. Đây là điểm chạm cho những trái tim đã và đang vụn vỡ. Thực ra thì em có một người thầy tâm lý và người thầy có nói với em là phàm đã là con người ấy, thì ai cũng sẽ có những vấn đề trong suy nghĩ, trong trái tim của mình, có những vụn vỡ không ít thì nhiều, không bé thì nhỏ. Vì vậy, YouTube Music Night sẽ dành cho tất cả mọi người, tất cả những trái tim đang thổn thức, đang yêu, và chúng ta sẽ dùng âm nhạc để chữa lành trên hành trình yêu đầy mơ mộng, đầy hoài niệm của tuổi trẻ. Người yêu ở đâu thì không nói. Ok, lời thú thuộc ngọt ngào của Sunny Hạ Linh và Hoàng Vũ. Mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bất khóc trách em quá khờ. Lại bài tôi thích. À quên, tôi lúc tôi định à, tôi đánh cái bài trái tim không ngủ yên cái, đánh version của Virus nha. Ok, tôi đánh cho mọi người nghe thì nhá. Tớ nghe bài này lần đầu, ý tớ là sau rất nhiều năm tớ mới nghe, tớ đã đánh theo một cái chỉ có tớ đánh thôi. Ok, chúng ta tiếp tục với đến lời thú thuộc ngọt ngào, bài tớ rất là thích. Bất khóc trách em quá, mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bất khóc trách em quá khờ. Phụt mắt đi ba lời yêu anh cha mà ngày ấy em mơ. Em nói không phải là thật tiết là báo chí thì nó lên giúp em, nhưng mà tôi rất thích con gái mà nhẹ nhàng kiểu Sunny, đây là gu kiểu nhẹ nhàng, kiểu bánh bèo, kiểu mới điểm. Vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bất khóc trách em quá khờ. Phụt mắt đi ba lời yêu anh cha mà ngày ấy em mơ. Góc tối cay đắng riêng mình em mà thôi. Mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bất khóc trách em quá ngốc. Đã quên môi tình ngọt ngào, ôm hy vọng về một người mới quen. Mà giờ đây em nhận ra người em yêu chính anh. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó ai phối bài này ta? Lên Dũng ơi! Đêm nay em không anh đi cùng trên phố vắng.
Đêm nay sao mưa giăng cho lòng em buốt giá. Em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân quen kiếm xưa, ngọt ngào như giấc mơ. Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp, sau này anh ra đi không một câu giã từ. Cho tim em cô đơn còn anh vui nơi chốn nào, lòng em đau vì anh biết không. Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi vơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây, về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong anh mãi vui. Dù anh đang ở đâu em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa sâu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Lần đầu tiên em thấy anh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó em biết em đã sai. Ngày ta trôi qua vắng anh cuối con đường, em nhận ra bóng anh ghi sâu trong tim. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Phối nhỉ, xin cái bản phối luôn không nhỉ? Không biết, hình như là phải Nam phối không? Không biết phải. Thề cái bản phối tí 10 điểm luôn, đoạn cuối một giây nó kéo một phát lên nó bỏ mấy cái sao layer hay thế. Cái bản hành nói đi giấc mơ với lời thú tụ ngọt ngào, tôi thích cái bản lời thú tụ ngọt ngào. Hay quá, trời ơi, hay mất quá. Người vì em đã lừa rồi, con tim nhận ngờ bắt khóc trách em quá khờ. Vụt mất đi ba lần. Mọi người thấy không, cái vibration, cái nội dung không có nhiều đâu. Ngày yêu anh cha mà, ngày ấy em mơ. Góc tối cay đắng riêng mình em mà thôi. Mất người vì em đã lừa rồi, con tim nghẹn ngào bắt khóc trách em quá ngốc. Đã quên môi tình ngọt ngào, ôm hy vọng về một người mới quen. Mà giờ đây em nhận ra, người em yêu chính anh. Lần đầu tiên em thấy chưa từng quen, trong giây phút đó em biết em đã sai. Ngày tàn trôi qua vắng anh cuối con đường, em nhận ra bóng anh sẽ mãi không phải nhòa. Và giờ đây sâu thẳm nơi trái tim em. Mọi người hỏi không phải không biết là Sunny Hiện Linh có chị em gái không ta, chị gái gì không? Sorry mọi người, trời mê chết được. Cái bản hay thế nhỉ? Trời, cái bản phối hay thế, ai phối ta? Xin cái bản phối đâu? Để nghe.
Và bản phối vẫn 10 điểm đến đây. Đến cái đoạn tớ sẽ nói cho mọi người sao nó hết mất 0,5 điểm. Đêm nay em không anh đi cùng trên phố vắng. Đêm nay sao mưa răng cho lòng em buốt giá. Em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân quen. Kỷ niệm xưa ngọt ngào như giấc mơ. Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp. Sau này anh ra đi không một câu giã từ. Cho tim em cô đơn còn anh vui nơi chốn nào. Lòng em đau vì anh biết không. Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi vơ vơ lẻ loi. Nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây. Về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình. Thì lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đây. Hoàng Dũng hát bản hay quá, bản phối hay quá. Thì em sẽ ôm dịu yêu thương ngày xưa sâu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng. Anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó em biết em đã sai. Ngày ta trôi qua vắng anh cuối con đường. Em nhận ra bóng anh ghi sâu trong. Những nỗi đau không là giấc mơ. Đấy, đúng cái đoạn này. Dây mà nó đẩy lên một cái. Xong hát lại một lần nữa. Hai người bè nhau lên tông là nó 10 điểm. Tự nhiên lại hầu về đánh cái drop đã. Ở tiếng T nhỉ. Bài hay quá. Vui cùng Nam Hoàng Dũng là sao em ơi. Bài của Nam này. Tài năng quá. 12 giờ đêm rồi. Anh vẫn ngổn ngang ở đây ngồi. Chờ dòng reply của em tới. Như thói quen thôi. Đã 3 lần ngỏ lời. Và anh vẫn cứ ngồi mong đợi. Chẳng hiểu có điều gì nghĩ ngợi. Mà chẳng thấy em trả lời. Biết bao lần trao những ân cần khoảng cách thật gần. Mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân. Chẳng nói một lời người cứ buông lời. Để tiếng yêu đời này lại một lần chơi vơi. Là sao em ơi? Nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau. Lỡ như người chẳng thương thì có như hết đau đầu. Chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Tại sao cứ thế? Cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào? Chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng ngay lại đi. Anh chẳng chạy theo nữa đâu. Bài hay quá, hay thật. Bài Nam hay quá anh ơi. Giờ được nghe ta. Trao những ân cần khoảng cách thật gần. Mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân.
chẳng nói một lời, người cứ buông lời để tiếng yêu nơi này lại một mình chơi vơi. Là sao em ơi, là sao em ơi, nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau, lỡ như người chẳng thương thì thôi à hết đau đầu, chẳng phải tốt hơn im lặng sao, chẳng phải tốt hơn im lặng sao, tại sao cứ thế, tại sao cứ thế, cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào, chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng nghe lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu. Như người chẳng thương thì coi như hết đau đớn, chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Tại sao cứ thế? Tại sao cứ thế? Cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào? Chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng nghe lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu. Thôi người ơi dừng ngay lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu. Hay quá. Ui bài mới đấy. Bài hay thế nhỉ. Là sao em ơi. Bài hay thế trời. Hay quá mọi người. Nam ơi, thua em đấy, bài hay quá, hay thế. Ôi ôi Nam ơi, viết cái bài hay thế trời. Thói quen thôi, và anh vẫn cứ ngồi mong đợi, chẳng hiểu có điều gì nghĩ ngợi mà chẳng thấy em trả lời. Phối thông minh quá, phối thông minh thực sự luôn. Biết bao lần trao những ân cần, khoảng cách thật gần mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân. Chẳng nói một lời, người cứ buông lời để tiếng yêu đời này lại một lần chơi vơi. Là sao em ơi, là sao em ơi, nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau, lỡ như người chẳng thương thì coi như hết đau đầu, chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Tại sao cứ thế, tại sao cứ thế, xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào, chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng ngay lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu. Cảm ơn mọi người. Thực sự là Nam em không quay cái bài này nó không thành hit, nó là lạ, bài hay kinh khủng luôn mọi người ơi, tớ cày view chết luôn, bài hay quá Nam ơi, không ra đấy. Biết bao lần trao những ân cần không... Nam hát một kiểu mà Dũng hát một kiểu là Dũng là kiểu giọng ấm, cho nên là đàn ông vẫn là theo kiểu đàn ông ấm cúng, còn Nam là kiểu day dứt, một cái người non non mà cũng đang ở cái lứa bạn thân hay không, nói chung là hai người cùng cái vai khác nhau, bài hay quá. Cách thật gần mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân, chẳng nói một lời, người cứ buông lời để tiếng yêu nơi này lại một mình chơi vơi. Là sao em ơi, là sao em ơi, nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau. Câu này các bạn sẽ thấy rất ít cái người biết đấy. Ngạm ơi, anh kết em. Nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau, lỡ như người chẳng thương thì thôi à hết đau đầu, chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Tại sao cứ thế? Tại sao cứ thế? Cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào? Chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng nghe lại đi,
anh chẳng chạy theo nữa đâu. Là sao em ơi, là sao em ơi, nếu em cùng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau. Lỡ như người chẳng thương thì coi như hết đau đầu, chẳng phải tốt hơn im lặng sao? Tại sao cứ thế, tại sao cứ thế, cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào? Chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng nghe lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu. Bài hài quăng ta ra ra. Là sao em ơi? Ôi, hay quá vậy em ơi. Anh Hoàng Dũng thì sẽ là yêu hết lòng. Wow. Ôi, cảm ơn em. Chưa được mở mắt luôn à? Cho chị Sunny Hạ Linh sẽ là sống hết mình. Oh. Yêu hết lòng. Còn hai công nữa ạ. Của anh Thiên là trọn vẹn mỗi ngày. Wow. Trời ơi. Của anh Nam cân chọn ngày náo nhiệt. Ơi là của Tân đâu rồi? Tân là của gì đây? Ơi, bây giờ em mới loát kịp này. Em dành tặng anh mang tên Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn cho đầu anh tiên, Tăng Duy Tân nhé. Anh Hoàng Dũng thì sẽ là yêu hết lòng. Mỗi người một cốc nước khoáng La Vi tuyệt vời. Tự nhiên xem cái này ta muốn đi uống nước quá. Người à? Rồi xem xong đã nhé. Như em vậy đấy. Cái gì đây? Cảm nhận hay nha. Còn chị Sunny Hạ Linh thì sao ạ? Cái vị nước thì có vẻ khá là thanh khiết. Như em vậy đấy. Anh mà... Thiên thì sao? Anh Thiên uống hết rồi này. Húp trọn rồi. Ôi giời ơi. Thực ra là đối với anh thì đang ngồi đây mình cảm giác có cái hương vị của đất trời hòa quyện nữa, ngồi giữa không gian Đà Lạt rất là lãng mạn. Ôi, tôi muốn đi Đà Lạt bao lâu rồi, tôi đi Đà Lạt, trời ơi tôi muốn đi Đà Lạt. Này, với tất cả những anh khu. Em trong nghề, anh cảm giác là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Phải công nhận một điều là khi mình thưởng thức một cái gì đó nó ngon hay không á là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, là không gian, là khí hậu, là những con người ở cạnh mình. Nếu như mà ở nhà thì anh nghĩ chắc đây chắc chắn là một ly nước, nhưng mà bây giờ anh uống xong thì tự nhiên vẫn cái vị nước nhưng mà nó mang rất là nhiều cái suy nghĩ. Thì như mọi người có thể thấy đó là tất cả chúng ta đều cùng uống một ly nước giống nhau, nhưng mà cái cảm xúc và cái hình dung và cái suy nghĩ thì hoàn toàn khác nhau. Tình yêu cũng thế, tình yêu mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau, cho nên cái điều mà chương trình có thể mong muốn mang lại đó là một chút sự yên từ thiên nhiên để có được một cái nguồn năng lượng tích cực. Chúng ta uống một ngụm và chúng ta suy nghĩ, chiêm nghiệm nhiều hơn để đưa ra những cái sự sáng suốt hơn trong những câu trả lời. Cảm ơn người bạn đồng hành rất thấu hiểu cùng chúng tôi trong YouTube Music Night, La Vi. Cheers. Cheers. Là sao em ơi? Ước gì? Sunny Hạ Linh và Duy Tân. Ui, mặt phối lại hay quá nhở. Woo. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển supercar. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô cành đá, ngàn câu hát yên bình. Anh đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa thì hay quá là Duy Tân ơi. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì em ở đây giờ này. Ước gì anh được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua. Mình luôn sát vai thì em xa anh đã bao ngày rồi. Nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều. Này người người yêu anh thơ ơi. Ước gì anh đã không lỡ lời. Ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tai. Em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em. Hay quá. Từng đàn chim cuối chân trời biết tình nay bình yên. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh được nghe giọng cười và hơi ấm đã vào ngày qua. Mình luôn sẵn vai kỳ. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơi. Ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận nơn, để giờ đây có đơn vắng. Ước gì là siêu phẩm, ước gì luôn luôn là siêu phẩm, dù anh cái kiểu gì thì hòa thanh cũng gì nó siêu hay, mọi người đánh kiểu gì cũng hay. Bài này phối lại cũng quá hay. Cảm ơn Duy Tân và Sunny Linh. Giọng của Duy Tân vì là ca sĩ thế hệ trẻ nên là khi hát vào ước gì nó có một cái màu rất là đặc biệt, rất là mới lạ mà nghe nó rất là thú vị. Ôi ước gì. Cũng freestyle thôi. Đúng, hay, tuyệt vời. Có cái playlist của bài nào phiên bản audio chắc là tôi sẽ nghe trong toàn show về. Ai phối ta? Ai phối nhỉ? Music director Bùi Công Nam. Quá hay, quá hay. 10 điểm. Anh không theo đuổi em nữa. Cơn mưa anh không theo đuổi em nữa, anh không chờ hoài cơn mưa. Anh giữ chặt trên tay món quà, mong ngày hôm nay nói ra những lời nói yêu thương cùng em. Ngày sinh nhật nên em rất vui, ngày em mặc chiếc váy rạng ngời cũng là ngày em nói yêu thương cùng người. Vội nhanh tay giấu đi
món quà anh dư tặng em. Sợ em sẽ biết tâm tư nên anh đã giữ lặng im, rồi quay lưng bước đi, xa vờ như chưa biết gì, chạy thật nhanh hứa với lòng rằng hết hôm nay anh không theo đuổi em nữa. Anh không chờ hoài cơn mưa, anh không cần quan tâm nữa khi những điều ấy bây giờ dư thừa. Anh không theo đuổi em nữa, anh không dại khờ như xưa. Anh sẽ trở thành bản thân thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa. Qua anh dư tặng em, sợ em sẽ biết tâm tư nên anh đã giữ lặng im, rồi quay lưng bước đi, giả vờ như chưa biết gì, chạy thật nhanh hứa với lòng rằng hết hôm nay anh không theo đuổi em nữa. Anh không chờ ai cơn mưa, anh không cần quan tâm nữa khi những điều ấy bây giờ dư thừa. Anh không theo đuổi em nữa, anh không dại khờ như xưa. Anh sẽ trở thành bản thân thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa. Vậy là giờ ở nơi phố quen có một người chẳng còn mộng mơ, sẽ chẳng còn nhiều đêm mong đến một chuyện tình thơ. Không theo đuổi em nữa, không chờ hoài cơn mưa, không cần quan tâm nữa khi những điều ấy bây giờ dư thừa. Anh không theo đuổi em nữa, anh không dại khờ như xưa. Anh sẽ trở thành bản thân thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa. Nam giỏi thế, Nam ơi, Nam nếu mà Nam cái sự nghiệp solo Nam chưa biết là tôi nghĩ là có lý do đấy. Nhưng mà thực ra nếu nói vui nha, Nam mà gần tới sẽ chỉ cách thề viết hay dã man, đang sáng tác đỉnh. Nhưng mà đúng là có một cái tính chất mà Nam bị thiếu mà nó phải đúng vào thời điểm. Ui bài hay thế. Theo đuổi em nữa, không chờ hoài cơn mưa. À, bài của Nam biết nó cũng hay hơn, hay. Ngày mai sẽ khác. Anh Thiên và Hoàng Dũng. Tối rồi. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Qua tim mình. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy bầu trời rất xanh rộng, nắng khẽ soi trên đầu. Và khi anh hoàng hôn chưa tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây, tôi sẽ không là tôi nhưng ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ rã rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân, bước trên con đường kia rất quen thuộc.
ký ức xưa kéo về trên ngày mai sẽ khác những hàng cây mà ta đã qua, những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà sẽ mãi không quên được. Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống quanh đây, tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ ra rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ ra rời. Qua đêm nay rồi sẽ không thấy tôi không nói gì về đông đưa thì mọi người hiểu đấy. Bài cũng đây là một bài mà cũng rất hay, nhưng mà thực sự là vừa mới khen Huỳnh Phi xong đúng không? Đúng rồi, thì cái bản phối này bố cục rất là lung tung, mặc dù cố đánh mới nhưng mà nó không tới. Ây à, thôi không sao, khá là hay. Quay trở lại cái lúc tớ vừa ngồi nghe mà tớ vừa nghĩ lại bài trước một chút thì chúng ta phát hiện ngay là cái cách mà Tăng Di Tân hát hốp với những nhạc mà có tiết tấu thì lại không có tách lời ra mà thường hát liền kiểu legato, nó không staccato này trực mà kiểu như là legato. Kiểu vì tôi nói là hôm nay tớ rất vui thì đấy là hôm nay tớ rất vui thì là staccato, còn legato là hôm nay tớ rất vui thì đấy hai điểm khác nhau. Mọi người ý đó là Tân hát liền. Còn quay trở lại bài này thì đây là một bài hòa thanh xưa ơi cũng, cho nên là phối lại mặc dù cố gắng đánh mới nhưng thực sự là không tới, có mấy đoạn nó không linh với nhau, nó hơi bị rời rạc. Mấy bài trước thì hay chia sẻ với mọi người là em đang kinh doanh có một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mà em muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều thứ trong cái hàng tạp hóa của em. Bây giờ anh cả đi cùng em nhé. Ok. Thì đây là những miếng gốm mà em rất là trân trọng. Thì bây giờ em sẽ tặng mọi người. Nhưng mà em đổi lại một cái thôi. Mọi người chia sẻ với em một khoảnh khắc rất là quan trọng mà mọi người nghĩ về. Nó đã thay đổi mọi người theo một hướng tích cực hơn. Gần đây mình cảm thấy là mình có rất là nhiều những thay đổi. Thì có thể bắt nguồn từ cái thời điểm mà mình bắt đầu đọc cuốn sách Phép Màu Sự Tỉnh Thức. Sau đó mình bắt đầu khắc phục được rất là nhiều những điểm yếu của mình. Và sau cảm thấy là mình mở được cái nhận thức về những cái cảm xúc, cái cách mà mình đối xử với những người xung quanh, phản ứng với tất cả những sự việc xảy ra với mình, kể cả trong công việc hay là tình yêu hay là gia đình hay là bạn bè. Thì đây là một cái hành trình âm nhạc, nhưng mà em xin phép được trao cho chị Sunny Hạ Linh là đại sứ văn hóa đọc. Nhưng mọi người thấy thì chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc để tạo nên bản thân mình như bây giờ, một người mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, nhiều tình yêu hơn và sống chân thực hơn. Vậy thì có cách nào mà anh chị thực hiện để có thể mình luôn giữ được một cái năng lượng tích cực không? Tự dưng Khánh Vy nói là anh nhớ đến một cái câu hỏi mà anh được hỏi rất là nhiều. Những cái lúc khó khăn thì những cái lúc buồn thì anh làm nào để anh vượt qua? Thì anh thường trả lời là anh không vượt qua được. Đúng. Cái cách duy nhất để mà mình vượt qua, mình đối đầu với nó. Mình đối đầu với nó, đối mặt với nó và để cho nó hết. Mình chiến thắng bộ não của mình. Mình vượt qua cơn bão bằng cách đâm thẳng vào tâm bão. Cảm xúc nào cũng là một điều rất là đáng trân trọng trong cuộc sống. Đã là cảm xúc thì nó sẽ đến và nó sẽ đi. Ba yếu tố mà em luôn căn dặn bản thân mình để có được một cái nguồn năng lượng tích cực: hơi thở, nụ cười và nước khoáng từ thiên nhiên trong lành thanh khiết để mình có thể cân chọn những ngày náo nhiệt. Và để anh em mình có mặt tại đây thì đầu tiên là nhờ nhân duyên, duyên lành đó đúng không? Chúng ta đến được với nhau. Chúng ta có mặt với đất, trời, mây, nhiều yêu thương của Đà Lạt. Trời ơi, chúng ta có sự, muốn đi Đà Lạt quá đi khen. Rất nhiều.
những thành viên trong ekip, đang ốm nữa, những đơn vị đồng hành. Cảm ơn Music này. Cánh tay của mọi người đâu ạ? Đây ạ. Đôi tim ngân nhiều câu xót xa, hai ta mong chờ đêm thứ tha, theo chân ta hàng vạn những nghĩ suy mang về đây, để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày. Đêm mang em về trong giấc mơ, tôi hát lên trăm lời vu vơ, vẫn như khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui, dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sương mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi, nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Đêm mang em về trong giấc mơ, lên trăm lời vu vơ, vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui, dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên buồn sầu, để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chờ ta vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi, nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh vì nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên nụ sầu, để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài sẽ tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẽ chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi, nước mắt nào giờ cũng sẽ trôi rất nhanh vì nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Ta xin để lại nụ hôn một lần với. Yeah. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều tới YouTube Music, VNetwork đặc biệt và Lavi. Bản thân Virus cũng rất thoải mái. Hy vọng một ngày đi Đà Lạt khỏi ốm sẽ đi nghiên cứu đi, đang hơi ốm ạ. Và chúc mọi người một ngày tốt lành, tuyệt vời, toàn bài hay. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi production của Virus nhé. Xin chào.